Cô xin mến chào tất cả các em học sinh. Cô rất vui lại được đồng hành cùng với các em qua tiết tập đọc lớp 3 ngày hôm nay. Các em có biết không, khi nhắc đến quê hương thì mỗi chúng ta sẽ nhớ đến rất nhiều hình ảnh đẹp như là lưỡi tre làng, cánh đồng lúa chín, dòng sông quê, núi non hùng vĩ và còn rất nhiều rất nhiều hình ảnh khác nữa. Trong tiết tập đọc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Vẽ quê hương của tác giả Định Hải để xem bạn nhỏ trong bài tập đọc này vẽ quê hương như thế nào nhé. Cô mời các em lấy sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 88, 89. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài nào. Cô xin giới thiệu với các em, đây là nhà thơ Định Hải. Ông sinh ngày 6 tháng 6 năm 1937, quê ở xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ông đã sáng tác rất nhiều bài thơ hay cho thiếu nhi. Ông được mệnh danh là nhà thơ nổi tiếng gần gũi với tâm hồn trẻ thơ. Ông là một trong những nhà thơ có nhiều cống hiến cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Ông đã giành được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật ông cũng là một trong những nhà thơ nổi tiếng của thế giới và trong tiết học ngày hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu tác phẩm vẽ quê hương của ông đấy các em ạ. À. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là các em sẽ rèn kỹ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu, các em hiểu các từ ngữ mới và ý nghĩa của bài, các em học thuộc lòng bài thơ. Tiết học của chúng ta gồm có 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là luyện đọc, hoạt động thứ hai là tìm hiểu bài, hoạt động thứ ba là học thuộc lòng bài thơ. Và bây giờ cô và các em cùng đi vào hoạt động đầu tiên đó là luyện đọc. Trên màn hình của cô là tranh vẽ của bạn nhỏ trong bài đấy các em ạ. À. Các em thấy bạn vẽ tranh như thế nào? Trong tranh bạn vẽ có những cảnh vật gì thế nhỉ? Bạn tô màu bức tranh như thế nào? Cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ và cùng tìm ra những lời giải đáp cho câu hỏi đó nha. Tập đọc Vẽ quê hương. Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu, em thử hai màu, xanh tươi, đỏ thắm. Em vẽ làng sớm, tre xanh lúa xanh sông máng lượn quanh một dòng xanh mát trời mây bát ngát xanh ngắt mùa thu xanh màu ước mơ em quay đầu đỏ vẽ nhà em ở ngói mới đỏ tươi trường học trên đồi em tô đỏ thắm cây gạo đầu sớm, hoa nở chói người. a à, nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc bay giữa trời xanh. chị ơi bức tranh quê ta đẹp quá, định hải à một bài thơ rất thú vị phải không nào bài thơ được viết theo thể thơ tự do bốn chữ nên rất dễ đọc dễ viết và dễ nhớ chỉ cần đọc bài thơ chúng ta có thể thấy được tranh vẽ cảnh quê hương của bạn nhỏ rất là gần gũi thân thiết và được tô điểm bằng những màu sắc tươi thắm nhất đúng không nào các em cô mời các em đọc thăm lại bài thơ các em chú ý, đọc bài này với giọng nhẹ nhàng, vui tươi, tình cảm, tràn đầy niềm tự hào cũng như nhấn giọng ở các từ ngữ gợi tả màu sắc nữa nhé. Và bây giờ các em có thể bấm dừng màn hình để luyện đọc lại nhé. Khi đọc thầm, các em lưu ý nhớ tìm các từ khó đọc, khó hiểu trong bài này nữa nhé. Các em đã đọc xong bài thơ chưa nào? Bây giờ hãy cho cô biết bài thơ này được chia thành mấy khổ thơ? À, đúng rồi, bài này được chia thành 4 khổ thơ đấy các em ạ. À. Khổ thơ thứ nhất gồm 4 dòng thơ đầu từ bút chì xanh đỏ cho đến xanh tươi đỏ thắm. Khổ thơ thứ hai gồm 7 dòng thơ từ em vẽ làng sớm cho đến xanh màu ước mơ. Khổ thơ thứ ba gồm 11 dòng thơ từ em quay đầu đỏ cho đến bay giữa trời xanh. Và khổ thơ thứ tư là hai dòng thơ cuối. Ở bài tập đọc này, các em cần chú ý phát âm và đọc đúng các từ sau. Xanh tươi Làng sớm Lượn quanh Bát ngát Xanh ngắt Bức tranh Khi các em đọc từ xanh tươi Lưu ý vần ăn ở tiếng xanh Vần ươi ở tiếng tươi Từ làng sớm Các em lưu ý Ở tiếng làng có vần an Và ở tiếng sớm có vần om. Từ lượn quanh các em lưu ý ở tiếng lượn có vần ươn và ở tiếng quanh có vần anh. Em đọc từ bát ngát, các em lưu ý cả hai tiếng bát và ngát đều có vần át, âm cuối là âm tờ. Xanh ngắt. Các em lưu ý, ở tiếng xanh có vần anh và ở tiếng ngách có vần ắt. Bức tranh, các em lưu ý, ở tiếng bức có vần ức, ư cờ ức và ở tiếng tranh có âm đầu là âm trờ và vần anh. Các em nghe cô đọc mẫu lại các từ và rèn đọc lại. Chú ý phát âm cho đúng nhé. Xanh tươi Làng xóm Lượn quanh Bát ngát Xanh ngắt bức tranh. Bên cạnh các từ cần đọc đúng, các em cần lưu ý đọc ngắt nhịp, nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ nữa nhé. Các em dùng bút chì gạch vào sách giáo khoa của mình khổ thơ thứ nhất và bốn dòng cuối của khổ thơ thứ ba. Bây giờ các em nghe cô đọc mẫu. Bút chì xanh đỏ, em gọt hai đầu. Em thử hai màu Xanh tươi, đỏ thấm A, à, nắng lên rồi Mặt trời đỏ chót Lá cờ tổ quốc Bay giữa trời xanh Các em có thể dừng video Để đọc lại hai khổ thơ này Và lắng nghe xem Mình đã ngắt nghĩ hơi đúng chưa nhé Trong bài có hình ảnh Sông Mán lượn quanh Sông Mán hay còn gọi là sông đào, là sông do người đào để lấy nước tứ ruộng hoặc để thuyền bè đi lại. Trong bài còn có hình ảnh hoa gạo nở chói ngời. Cây gạo là cây có bóng mát, thân gỗ, thường thấy ở miền Bắc. Cây gạo thường ra hoa vào tháng 3 âm lịch. Hoa gạo khi nở có màu đỏ rất đẹp nữa đó các em. Và bây giờ, cô mời các em quan sát và luyện đọc lại cả bài thơ một lần nữa nhé. Các em có thể bấm dừng video để luyện đọc lại bài thơ này. Qua hoạt động 1, các em đã biết ngắt nghĩ và đọc trôi chảy bài thơ này. Để đọc bài thơ này hay hơn nữa, cô và các em cùng đi tìm hiểu nội dung bài qua hoạt động 2, tìm hiểu bài các em nhé trong bài thơ vẽ quê hương bạn nhỏ đã vẽ rất nhiều cảnh vật của làng quê việt nam các em hãy kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ nhé hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này à cô chắc chắn là các em đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào các cảnh vật được bạn nhỏ vẽ trong bài thơ là tre lúa sông máng trời mây nhà em trường học cây gạo mặt trời lá cờ tổ quốc bạn nhỏ đã vẽ những cảnh vật rất gần gũi thân thương của quê hương mình cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc khác nhau em hãy kể tên những màu sắc ấy các em cùng suy nghĩ để trả lời nhé một câu hỏi rất dễ đúng không nào à như vậy các em thấy mỗi cảnh vật quê hương đều có những màu sắc tương ứng cụ thể ở khổ thơ thứ hai bạn nhỏ đã vẽ tre có màu xanh lúa có màu xanh dòng sông có màu xanh mát và bầu trời có màu xanh ngách đây là những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Tre xanh, lúa xanh. Lúa mới trổ bông có màu xanh, nhưng khi lúa chín thì sẽ có màu vàng. Sông máng lượn quanh, nước sông trong vách và xanh mát. Trời mây xanh ngắt. Bạn nhỏ đã chỉ ra cảnh non nước, mây trời của quê hương mình. Và tác giả Định Hải đã mô tả cảnh bạn nhỏ vẽ ban đầu bút chì màu đỏ qua khổ thơ thứ ba đó là màu đỏ tươi của ngói mới màu đỏ thấm của ngôi trường màu đỏ chói ngời rực rỡ của hoa gạo mặt trời có màu đỏ chót và cuối cùng là màu đỏ rực rỡ của lá cờ tổ quốc theo các em vì sao bạn nhỏ lại vẽ được bức tranh quê hương thật đẹp với nhiều cảnh vật và màu sắc như vậy các em hãy trả lời cho cô câu hỏi thứ ba nhé vì sao bức tranh quê hương rất đẹp chọn câu trả lời em cho là đúng nhất a vì quê hương rất đẹp b vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi c vì bạn nhỏ yêu quê hương Cô chúc mừng bạn nào có câu trả lời là C nha. Bạn nhỏ vẽ bức tranh quê hương rất đẹp, vì bạn rất yêu quê hương của mình. Phải là một bạn nhỏ có tình yêu tha thiết với quê hương thì bạn mới vẽ được bức tranh quê hương có nhiều cảnh vật và màu sắc đẹp đến vậy. Đó cũng chính là nội dung của bài tập đọc hôm nay bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của bạn nhỏ thế còn các em các em có yêu quê hương của mình không à cô tin chắc là có đúng không nào các em hãy tự vẽ bức tranh quê hương của riêng mình bằng những màu sắc và cảnh vật khác nhau các em nhé các em có biết không đất nước việt nam của chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp đấy các em ạ à. Trải dọc theo chiều dài của đất nước, từ miền Bắc đến miền Nam, nơi đâu cũng có cảnh đẹp hết. Cô giới thiệu với các em một số cảnh đẹp, như là ruộng Bạch Thang ở Tây Bắc, Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh, Hồ Gươm ở Hà Nội, Sông Hương ở Huế, Đầm Sen ở Đồng Tháp, bến nhà rồng ở thành phố hồ chí minh và sapa phú quốc đà lạt đà nẵng vũng tàu hội an và còn nhiều thật nhiều những cảnh đẹp khác nữa nếu có dịp các em sẽ đến tham quan du lịch trải nghiệm và khám phá các cảnh đẹp trên khắp đất nước việt nam từ đó các em sẽ càng yêu quý quê hương đất nước của mình hơn nhé Cô và các em vừa tìm hiểu xong bài thơ này. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang hoạt động 3, đó là học thuộc lòng bài thơ. Các em đọc toàn bài thơ này với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Chú ý ngắt nghỉ hơi và nhấn giọng ở các từ gợi tả màu sắc. Bây giờ cô mời các em cùng lắng nghe cô đọc lại một lần nữa. Các em nhớ đọc thầm theo cô và học thuộc lòng bài thơ nhé vẽ quê hương bút chì xanh đỏ em gọt hai đầu em thử hai màu xanh tươi đỏ thắm em vẽ làng sớm tre xanh lúa xanh sông máng lượn quanh một dòng xanh mát trời mây bát ngát xanh ngắt mùa thu xanh màu ướt mơ em quay đầu đỏ vẽ nhà em ở ngói mới đỏ tươi, trường học trên đồi, em tô đỏ thắm, cây gạo đầu sớm, hoa nở chói người, a à, nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc, bay giữa trời xanh, chị ơi bức tranh, quê ta đẹp quá, định hải. Bây giờ, cô sẽ xóa đi một số từ trong bài, xem bạn nào học thuộc lòng bài thơ nhanh nhất nhé. và cô tiếp tục xóa đi rất nhiều từ ở các dòng thơ, cô xem bạn nào giỏi đã thuộc lòng được bài thơ nha. lên nay cô chỉ để lại một từ ở đầu mỗi khổ thơ, các em hãy đọc lại cho thật thuộc nhé. Cô có lời khen và chúc mừng bạn nào đã thuộc lòng được bài thơ. Bạn nào chưa thuộc thì tiếp tục cố gắng đọc lại nhiều lên để cho thuộc nhé. Phần học thuộc lòng bài thơ đã kết thúc tiết học ngày hôm nay rồi. Cô có vài lời dặn dò với các em như sau. Các em rèn đọc, rèn trả lời câu hỏi và học thuộc lòng bài Vẽ quê hương. Cô mến chúc các em có thật nhiều sức khỏe học tập thật tốt cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại